Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Vào chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao lại toàn bộ số tiền cát-xê cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường và tưởng rằng mọi việc đang dần được lắng xuống thì mới đây cộng đồng mạng lại ồ ạt vào trang fanpage của ngân hàng Techcombank để lại những câu hỏi, những bình luận tiêu cực với mục đích là để làm rõ một vấn đề sau đây. Vào chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao lại toàn bộ số tiền cát-xê suốt thời gian qua cho Hồ Văn Cường. Trong số tiền đó, sự thật về người giữ số tiền thưởng 200 triệu đồng Hồ Văn Cường nhận được ngay sau khi trở thành quán quân của Vietnam Idol Kids năm 2016 đã được quan tâm hàng đầu. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, tức khoảng 4 tháng trước, nữ ca sĩ Phi Nhung từng khẳng định quản lý của mình vẫn giữ số tiền đó vì cố nghệ sĩ đã thỏa thuận với mẹ ruột của Hồ Văn Cường. Thế nhưng vào chiều ngày hôm qua, khi lên tiếng với truyền thông thì người quản lý lại khẳng định số tiền này đang được mẹ Hồ Văn Cường giữ từ đầu. Quản lý đưa ra bằng chứng chính là cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ nam ca sĩ cầm trên tay khi quay clip mới đây gửi đến khán giả. Tưởng chừng như vụ việc này đang dần được lắng xuống và không liên quan gì tới ngân hàng Techcombank, thế nhưng vì trong hình ảnh clip đăng tải thì mẹ Hồ Văn Cường đang cầm quyển sổ tiết kiệm của ngân hàng nên cộng đồng mạng lại xăm soi. Có nhiều ý kiến từ những người từng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank cho biết mẫu sổ tiết kiệm mà mẹ của Hồ Văn Cường đang cầm thực chất là mẫu sổ mới nhất được ngân hàng phát hành. Hiện tại chưa rõ thực hư đây là mẫu sổ tiết kiệm cũ hay mới, thế nhưng sau ngân hàng Vietcombank thì tới fanpage của Techcombank cũng đang phải nhận rất nhiều sự tấn công của cộng đồng mạng. Fanpage của ngân hàng thậm chí đã lên hẳn top tìm kiếm trên Facebook và nhận về hàng loạt những bình luận yêu cầu được xem hình ảnh mẫu sổ tiết kiệm năm 2016, năm mà Hồ Văn Cường đạt giải, để có sự so sánh với mẫu sổ mà mẹ của quán quân Vietnam Idol Kids đang cầm trên tay. Hiện tại trang fanpage của ngân hàng Techcombank vẫn đang nhận về hàng nghìn lượt tương tác sau thông tin này. Các bạn thân mến, hiện tại thông tin này vẫn đang làm dấy lên những cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt trên khắp cộng đồng mạng. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của SNews.